Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì em có thêm một chiếc Mazda 6. Chiếc này của em là sản xuất năm 2014, phiên bản 2.5 mọi người nhá. Lưu ý của em là có hai phiên bản, bản 2.0 và bản 2.5. Bản này của em là bản 2.5 rồi ạ. Cái model này thì là cái model cũ so với thời điểm hiện tại. Nhưng so với thời điểm trước ấy, thì chiếc này lại là model mới mọi người nhá. 14 thì khi mà Mazda 6 này ra mắt ở trên thị trường ấy, cái form này này thì được rất nhiều khách hàng thích, và thậm chí ở cái thời điểm hiện tại vẫn được rất là nhiều người đang đi tìm tầm này, vì giá của nó vô cùng hợp lý. Thời điểm hiện tại nếu như để muốn mua được một chiếc xe ở trong phân khúc hạng D sedan như thế này thì cũng không có quá nhiều sự lựa chọn vừa đời cao mà giá lại rẻ như thế này đâu ạ. Điển hình như bây giờ nếu như để mua một chiếc Camry 2014 phiên bản 2.5Q thì chắc chắn luôn là mọi người sẽ phải bỏ ra trên 600 triệu đồng để mua được một chiếc xe đó. Nhưng với chiếc này của em thì rẻ hơn rất là nhiều. Đây là Mazda 6 ạ, cùng phân khúc với cả Toyota Camry mới nhá. Vì lý do ánh sáng nên em quay ở trong nhà có lẽ nó hơi khó nhìn một chút. Tuy nhiên màu này của em là màu đỏ mọi người nhá, biển 30G05131 cũng ổn. Đó, Mazda 6 rất là rộng rãi và phân khúc hạng D hơn hẳn Mazda 3 mọi người nhá. Nó là phân khúc trên. Trên bản 2.5 này thì sẽ được trang bị full option, full công nghệ so với bản 2.0. Điển hình là bộ la răng mọi người sẽ nhìn thấy khác. Cái này nó là la răng đúc to, 5 chấu kép to nhá mọi người nhá. Còn la răng của 2.0 thì nó sẽ mau hơn. Và ở cái bản này á, thì nó chưa có cái bản như bây giờ mà có bản 2.0 Pre hay là 2.0 thường, mà chỉ có bản 2.0 và bản 2.5 thôi. Trên bản 2.5 này thì sẽ được trang bị thêm loa bow, và quan trọng nhất đó chính là sử dụng động cơ 2.5 đó. Thoát xe hơn rất là nhiều. Ở trên bản động cơ 2.5 này thì sẽ được sử dụng thêm rửa đèn pha auto mới nhá. Đó, màu đỏ. Với thời điểm hiện tại để mua một chiếc Mazda 3 2016 thì cũng phải 400 mấy gần 500 rồi. Tuy nhiên đây là Mazda 6 mới nhá, và là bản 2.5 đó. Nó khác hoàn toàn so với một số anh chị mà so sánh ấy, thì mọi người sẽ thích lựa chọn chiếc Mazda 3 vì nó đẹp, nhìn nó đẹp hơn đúng không ạ? Nhưng mà nếu như để chơi xe nhá, để hiểu về xe và để tìm hiểu tính năng của nó thì chắc chắn luôn, nếu như người tìm hiểu sẽ biết những chiếc Mazda 6 này nó hơn hẳn, hơn rất nhiều so với những chiếc Mazda 3. Về nước sơn thì xe đã qua sử dụng, em cũng không nói quá sâu, nhưng mà em thấy là cũng ổn rồi. Về tầm này như thế này là ổn. Xe đã qua đến 6 năm sử dụng thì như thế này là bình thường. Chất liệu ở ghế da thì vẫn còn rất là đẹp. Bên trong này, chủ xe cũng rất là giữ nên là vẫn còn rất là đẹp. Và xe cũ thì không thể tránh được những cái tiểu tiết nhỏ lẻ, đặc biệt là những chi tiết đã hao mòn theo thời gian. Đó, rất là mới luôn ạ. Từ nội thất đến ngoại thất so với một chiếc cùng đời thì em thấy chiếc này khá là ok rồi. Loa bầu. Điểm mạnh tiếp theo của chiếc Mazda 6 này so với những đối thủ cạnh tranh với nó, đó chính là cái sử dụng động cơ SkyActiv Technology. Đó, chiếc xe này thì với cái động cơ này thì bản 2.5 này mức tiêu hao nhiên liệu của nó vô cùng hợp lý, ở mức khoảng tầm 7 đến 8 lít trên 100 km đường hỗn hợp mọi người nhá. Lốp sơ cua đấy. Rất là rộng rãi, cốp thì rất là rộng. À, mọi người có thể nhìn thấy cái thân xe này rất là ổn.
để mua được một chiếc xe cũ thì mọi người nên tìm hiểu về những cái giá trị cốt lõi của nó. Với như chiếc này thì em rất là thích, vì là nó vừa tiền, thật sự là rất là vừa tiền, rẻ mà lại được chạy phân khúc hạng D, ổn định hơn rất là nhiều. Khi mà vào cua hay là nói thật sự đến cái giá trị cốt lõi của nó là một chiếc xe để hỗ trợ chúng ta vừa lái lại vừa xây dựng hình ảnh thì thật sự là cực kỳ hợp lý. Cái này khi mà chúng ta chạy cao tốc ấy, chúng ta sẽ thấy được cái độ chắc chắn của nó so với những chiếc xe mà mọi người có thể lựa chọn. Ví dụ như là đời cao thì trong cái khoản tiền trên 500 triệu có khá là nhiều chiếc xe đời cao, nhưng nó là những cái phân khúc khác mọi nhá. Ví dụ City, Mazda 3 hay là nhiều, rất nhiều. Nhưng mà để lựa chọn được một chiếc xe ưng ý thì thật sự là khó. Với cá nhân em thì em rất thích chạy những chiếc xe ở phân khúc hạng C, hạng D. Như chiếc này phân khúc hạng D, đó là một trong số chiếc xe hợp lý. Xe của em hiện tại chạy được 73.000 km. Tuy nhiên là em xin phép được nói luôn, vì cái số km này sau khi mà em đã mua lại, xe đã mua lại của người khác rồi, cho nên là em không dám cam kết chuẩn chỉ 100% về cái số km này. Đó, phải nói trước như vậy. Nhưng thực chất thì chiếc xe này em không dám cam kết, nhưng tuy nhiên em thấy nó vẫn rất là đẹp và hợp lý với cái số km cộng với lại cái chất lượng của chiếc xe. Đó, bên em thì rất là rõ ràng, minh bạch về cái việc km mọi người nhá, để cho mọi người yên tâm khi mà mua xe của bên em, cho được đảm bảo và rõ ràng minh bạch, tránh cái việc mất thời gian của cả hai bên và sẽ phải trao đổi đi lại rất là nhiều lần. Đó, nếu tour sẽ bảo là tour, còn nếu như trong trường hợp không biết thì sẽ nói luôn như vậy để cho mọi người yên tâm. Rồi, bây giờ thì em sẽ xin được ngắn gọn mọi người một chút nhá. Đây là chiếc Mazda 6 phiên bản 2.5, bản cao cấp nhất thời điểm 2014. Chiếc xe của em thì được trang bị đèn auto, gạt mưa auto, và ở trên vô lăng thì sẽ có thêm gạt tự động cruise control, có ra lệnh bằng giọng nói, có kết nối bluetooth, nghe đàm thoại rảnh tay và những phím chỉnh âm lượng trên vô lăng. Tiếp theo nữa thì ở trên bản 2.5 này của em được trang bị một cái option rất rất thích thú và quan trọng, đặc biệt là với những anh chị em nào thích nghe nhạc, đó chính là sử dụng loa bow. Dàn loa bow trên xe Mazda 6 rất là hay. Ở đây thì sẽ có camera lùi, hướng dẫn góc lùi theo xe. Tuy nhiên là em đang mở cốp, nó chỉ cái cam lên trên trần nhà đó. Rồi, nếu như anh chị thiện chí với chiếc xe này thì chuẩn bị cho em khoản tiền là 535 triệu mới nhá, 535 triệu cho một chiếc Mazda 6 2014 bản 2.5. Giá này là giá bán của bên em luôn mới nhá. Nếu như chiếc nào giá chào thì em sẽ đọc là giá chào, còn đây là giá bán luôn. Đó, để anh chị cân đối thoải mái trước khi gọi điện cho em. Bên em sẽ hỗ trợ mọi người vay 70% và giao xe toàn quốc. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em trong video này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.